Chào quý vị khán giả, đây là buổi bản tin đặc biệt của chúng tôi về các dự đoán tỷ số cho các trận đấu tại vòng chung kết Euro 2024. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua và phân tích các cặp đấu hấp dẫn như sau. Trước hết là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Bỉ và Ukraine. Cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao sáng giá như Kevin De Bruyne và Andriy Yarmolenko, hứa hẹn một trận đấu kịch tính và nảy lửa. Tiếp theo là cuộc đối đầu giữa Slovakia và Romania. Các cầu thủ đến từ Đông Âu sẽ không có nhiều cơ hội gặp nhau. Vì vậy, mọi sự chú ý sẽ tập trung vào màn trình diễn của các ngôi sao như Mendes, Ham Aiki và Nicolas Sancho. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ xem xét các dự đoán cho các trận đấu khác như Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu Georgia. Tất cả sẽ được phân tích chi tiết trong bản tin của chúng tôi. Hãy cùng chờ đón và thưởng thức những trận cầu sôi động tại Euro 2024. Ukraine, Bỉ, khi cả 4 đội đều có cùng 3 điểm. Ukraine bất lợi khi có hiệu số âm, còn Bỉ khá ung dung với ngôi nhì bảng. Lợi thế đó giúp Bỉ khá nhiều khi chỉ cần hòa là đủ để lấy vé đi tiếp. Nhưng vấn đề của bầy quỷ đỏ là họ không thể hài lòng với vòng knock-out mà muốn tiến xa hơn. Vì thế, Bỉ sẽ muốn thắng và thậm chí thắng đậm hơn Romania để chiếm ngôi đầu, nơi họ tránh được Pháp ở vòng 16 đội, và có thể gặp đối thủ nhẹ cân hơn như Slovenia chẳng hạn. Ukraine thì khác, họ phải giành được điểm. Nếu trận Romania phân thắng bại, Nga sẽ phải thắng nếu Romania hòa. Nhưng do đá cùng giờ nên không thể chuẩn bị đấu pháp và chiến thuật của mình sau khi nghe ngóng kết quả trận còn lại. Đoàn quân của huấn luyện viên Sergei Zhivkov phải chuẩn bị tinh thần tự chiến với Bỉ. Trước mắt là không thua, sau đó là giành chiến thắng nếu có cơ hội. Chính việc phải thắng sẽ khiến họ phải dâng cao đội hình và dễ dính đòn phản công của Bỉ. Tỷ lệ bị chấp Ukraine nửa một, lúng tiền và chọn trên an toàn hơn. Dự đoán Bỉ thắng 2-1. Slovakia, Romania. Cả 4 đội ở bảng E có cùng điểm số sau 2 lượt trận. Nhưng thực tế cơ hội của họ rất khác nhau do hiệu số thắng bại khác biệt. Trong bối cảnh hiện tại, Romania và Slovakia chỉ cần hòa là giành suất đi tiếp, bất kể kết quả trận đấu còn lại. Chỉ riêng Ukraine phải thắng nếu không muốn về chấp bảng với 4 điểm trong tay. Slovakia có vẻ yếm thế khi gặp Romania, nhưng về đội đầu bảng sẽ hài lòng với một kết quả hòa, nên họ có thể thủ tới bến để giành suất vào vòng knock-out. Vấn đề của trận đấu chính là tham vọng của Romania. Liệu họ có yên phận hay muốn chiếm ngôi đầu bảng, nhất bảng sẽ gặp Slovenia, nhì bảng chờ gặp Pháp. Dù sao đi nữa, khi bóng chưa lăn, Romania chưa thể biết mục tiêu của Bỉ là gì. Nếu bị đè bẹp Ukraine, Romania có thể sẽ đẩy cao đội hình phút cuối để săn ngôi đầu bảng. Romania chỉ thua Slovakia một trận nhưng thắng đến 5 lần trong 11 phen đối đầu. Tuy nhiên, đôi bên đã chia điểm ở 3 trong 4 lần cần chạm trán gần nhất. Tỷ lệ trận đấu khá lạ lùng khi Slovakia đồng banh lúng tiền trước Romania, lẽ ra Romania phải chấp. Xem chừng đây là cái bẫy của nhà cái nên chọn Romania an toàn hơn. Dự đoán Romania thắng 1-0. Bồ Đào Nha, Cộng hòa Séc. Trận đấu hứa hẹn cơn mưa bàn thắng khi Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc chạm trán nhau tại Leipzig Arena. Selecao là một trong những ứng cử viên hàng đầu ở giải đấu tại Đức, nhưng màn trình diễn của họ trong trận tập huấn trước Royal 1-2 lại không tốt chút nào. Những cái tên như Renato Sanchez, William Cavanho và Rafael Guerrero đã bị loại, nhưng Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, João Felix và Bernardo Silva đều sẽ nắm giữ vai trò quan trọng trong chiến dịch lần này. Trong khi đó, Cộng hòa Séc quyết tâm giành điểm, nhưng với số lượng cầu thủ có phong độ cao trong đội hình của huấn luyện viên Roberto Martinez, chiến thắng được dự báo nghiêng hẳn về phía Bồ Đào Nha. Hai nhân vật đáng chú ý nhất trong đội hình Cộng hòa Séc là tiền vệ Tomáš Suchet West Ham, người đã ghi 12 bàn sau 68 lần ra sân cho đội tuyển. Bên cạnh tiền đạo B, xích người chỉ về nhì sau C, Ronaldo ở cuộc đua vua phá lưới Euro 2020. Cả hai cùng ghi 5 bàn nhưng tiền đạo Cộng hòa Séc xếp nhì vì không có pha kiến tạo so với một của CR7. Trong lần gặp nhau gần nhất tại Euro 2012, Bồ Đào Nha đã đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 1-0. Với Cristiano Ronaldo là tác giả bàn thắng duy nhất trận đấu. Tỷ lệ Bồ Đào Nha chấp Cộng hòa Séc đến một trái, lúng tiền, chỉ ăn 77. Đây là mức chấp rất sát với tỷ lệ bồ chấp một trái rưỡi và nó cho thấy thị trường đang đổ cửa trên. Xem ra, khả năng bồ sẽ thắng 2-1 hoặc 3-2. Đó là lý do chơi bắt tỷ số trận này vui hơn. Thậm chí chọn tài ở cửa hai trái rưỡi ba trái còn an toàn hơn. Dự đoán Bồ Đào Nha thắng 3-2. Cầm hòa nhà đương kim vô địch châu Âu, tuyển Ý với tỷ số 0-0 trong trận giao hữu hôm mùng 5 tháng 6 có lẽ là thành tích tốt nhất của Thổ Nhĩ Kỳ khi họ chẳng ghi bàn và cũng không để thủng lưới. Trong chuỗi 5 trận không biết thắng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2023, không nghi ngờ gì nữa,
cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Ý Vincenzo Montella sẽ phải tìm cách cải thiện kết quả cho đội bóng dưới quyền. Mà màn đối đầu với Russia trong trận mở màn Euro 2024 có lẽ chính là cơ hội tốt nhất. Cầu thủ đáng chú ý trong sơ đồ xuất phát của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là tiền vệ Hakan Çalhanoğlu, Inter Milan, trong khi hậu vệ chủ chốt Ozan Kabak, Hoffenheim, đã bị loại khỏi đội hình vì bị trách dây chằng đầu gối trong trận giao hữu với Azuri. Ghi bàn không phải là điều khó khăn với đoàn quân của huấn luyện viên Willy Sagno khi Russia vượt qua Montenegro 3-1 trong trận giao hữu gần đây. Tuy vậy, với việc lần đầu tham dự một giải đấu lớn khiến Russia khó tránh khỏi bỡ ngỡ và chuyện tịch ngòi là rất bình thường. Trên danh nghĩa, họ sẽ dựa vào át chủ bài hàng công Kavica, Varadkulia, Napoli để mông xuyên thủng phòng tuyến Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Vincenzo Montella có nhiều kinh nghiệm để đánh chặn những đối thủ liều lĩnh như Russia. Trong lần gặp nhau gần đây nhất trên trường quốc tế vào năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bại Russia với tỷ số 3-1. Đối mặt lần này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng thắng mà vẫn giữ sạch mạnh lưới. Những yếu tố quan trọng trong việc xác định thứ hạng vòng bảng, tỷ lệ Thổ Nhĩ Kỳ chấp nửa một cho lựa không biến động trên thị trường. Nhưng xem ra nên chọn cửa trên vì đá ở Đức giống như chơi trên sân nhà của người thổ dậy. Dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ thắng 1-0.